Tối 13 tháng 3, Bộ Y tế cho biết Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ghi nhận thêm 2 ca bệnh dương tính với COVID-19 tại Hà Nội. Trong đó, bệnh nhân số 46 là nữ, 30 tuổi, địa chỉ ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ London về Hà Nội vào ngày 9 tháng 3. Ngày 10 tháng 3, bệnh nhân có sốt nóng và ho đờm, không tức ngực. Ngày 11 tháng 3, bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế Hàng không, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Tại đây, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu làm xét nghiệm lần đầu cho kết quả dương tính COVID-19. Ngày 13 tháng 3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đến điều tra thông tin dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Bệnh nhân số 47 cũng là nữ, 43 tuổi, địa chỉ ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là giúp việc trong tòa nhà của bệnh nhân số 17, có tiếp xúc gần. Ngày 5 tháng 3, sau khi phát hiện bệnh nhân số 17, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã rà soát và lập danh sách tiếp xúc gần. Bệnh nhân này đã được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh vào ngày 6 tháng 3. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.